về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi bài giảng của Vietjet. Hôm nay chúng mình sẽ học phần Project Unit 8 Tourism. An advertisement for a tourist attraction, một cái bài quảng cáo cho một cái địa điểm du lịch. Number one, read the following advertisement for holiday in Italy. Đọc bài báo cáo, bài quảng cáo sau đây về một kỳ nghỉ ở Ý. Italy, paradise on earth. Đến với nước Ý, thiên đường trên trái đất. Come to sunny Italy. It's a country full of fascinating cities and beautiful scenery. It's considered the birthplace of Western culture. High art and monuments are to be found all over the country. Moreover, the food is delicious. There are also shops full of bargains. You can spend your time sightseeing, shopping, or you can simply relax on one of the excellent beaches. Whatever you do, you are certain to have a most enjoyable holiday. Bây giờ chúng mình cùng dịch bài nhé. Đến với nước Ý đầy nắng, đó là một nước đầy những thành phố thú vị và phong cảnh đẹp. Nó được xem như là cái nôi của nền văn hóa phương Tây. Tính nghệ thuật cao và những công trình kiến trúc được tìm thấy trên khắp cả nước. Hơn thế nữa, thức ăn rất là ngon, có rất là nhiều cửa hàng, có thì mặc cả. Bạn có thể dành thời gian đi ngắm cảnh, mua sắm hay đơn giản chỉ là thư giãn ở trên bãi biển tuyệt vời. Cho dù bạn làm bất cứ việc gì, whatever you do, bạn chắc chắn có kỳ nghỉ thú vị nhất. Đây là một quảng cáo rất là hấp dẫn về Italy, phải không nào? Họ giới thiệu đây là một cái thành phố mà đầy nắng này, đầy những cái thành phố thú vị, những cảnh đẹp này và là cái nôi của nền văn hóa phương Tây. Tóm lại là người ta nói về cái vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp về văn hóa của Italy. Có nghệ thuật, nền nghệ thuật cao này, công trình kiến trúc được tìm thấy khắp cả nước này. Rồi là bạn có thể dành thời gian làm những gì khi mà đến Ý. Đó, có những cái bãi biển thật là tuyệt vời, mình có thể thư giãn trên những cái bãi biển đấy. Number two, what are gateways to write an advertisement? Put a tick. Những cách hay để viết một bài quảng cáo là gì? Đánh dấu tick vào những cái lựa chọn của bạn. Number one, create a striking headline. Tạo tiêu đề hấp dẫn. Keep your ad brief. Viết ngắn gọn. Write some drawbacks. Viết một vài bất lợi. Try to attract attention. Cố gắng thu hút sự chú ý. Ask a lot of questions. Hỏi nhiều câu hỏi. Give the main features. Đưa ra đặc điểm chính, những cái đặc điểm chính. Một số từ vựng chúng mình cần lưu ý. Cần ghi chép thật là cẩn thận để phục vụ cho bài viết hoặc là bài nói về chủ đề tourist attraction. Đầu tiên là từ bài đọc nhé, thì mình có những từ sau. Paradise, thiên đường. Birthplace, mình có thể dịch là cái nôi. Cái nôi, cái nơi sinh ra cái gì. Tiếp theo chúng ta có từ bargain, mặc cả.
Striking headline. Tiêu đề hấp dẫn. Drawbacks. Những bất lợi. Những bất lợi. Six. Attract attention. Thu hút sự chú ý. Seven main features. Đặc điểm chính. Đó. Đây là những từ chúng mình cần ghi chép cẩn thận phục vụ cho bài này nhé. Rồi. Vậy thì đâu là những cái cách tốt để mà viết nên một bài quảng cáo sau khi chúng ta đọc xong? Đầu tiên đó là tạo một cái headline, tạo một cái tiêu đề hấp dẫn, chắc chắn rồi. Sau đó là mình sẽ viết một cái quảng cáo ngắn gọn và cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người và đưa ra những cái đặc điểm chính, cái ý chính. Number three, write a short advertisement for a tourist attraction in your area. Viết một quảng cáo ngắn cho địa điểm du lịch ở khu vực của bạn. Chúng mình có thể chọn viết về Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Huế hoặc là Động Sơn Đòn. Mình có thể tham khảo cái bài Động Sơn Đòn ở trang 26 phần Skills 1. Để mà mình viết quảng cáo ngắn về hang động Sơn Đòn. Ở bài này cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết một cái quảng cáo ngắn về thành phố Hồ Chí Minh. Come to. Mình sẽ dựa trên bài đọc mà người ta đã một cái quảng cáo ngắn mà người ta cho bên này nhá, viết về Italy. Come to. Mình thay thế cấu trúc đây này. Come to Hồ Chí Minh City to embrace the spirit of Saigon with a day trip from Hồ Chí Minh City, soaking up the rich tapestry of history and culture. You can visit And here, the tragedy
of war, the reunification palace and war museum. Hãy đến thành phố Hồ Chí Minh, nắm bắt tinh thần của Sài Gòn với một chuyến đi trong ngày từ thành phố Hồ Chí Minh, thấm đẫm những tấm thảm phong phú, tapestry của lịch sử và văn hóa. Bạn có thể ghé thăm những địa điểm mang tính biểu tượng, landmark, iconic landmarks of như là nhà thờ Đức Bà này và bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng chứng bưu điện, đây là bưu điện trung tâm Central Post Office, nghe thảm kịch chiến tranh, hear the tragedy of war, nghe thảm kịch chiến tranh tại cung điện thống nhất Reunification Palace, cung điện thống nhất và bảo tàng chứng tích chiến tranh. Đó, đó là một cái quảng cáo ngắn. Mình có thể thêm vào là you can spend your time sightseeing, shopping or just simply relax in a coffee shop. Whatever you do, you're certain to have most enjoyable holiday. Đó, đó cũng là một cái. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong phần project trang 29, unit 8, tourism, học được cách làm một cái quảng cáo ngắn về một địa điểm du lịch. Nếu như chúng mình có thắc mắc hay là câu hỏi gì, vui lòng để lại dưới phần comment. Cô sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể nhé. Tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp các em ở những bài học tới. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.